Ngày 29 tháng 1, theo ghi nhận của báo Người Lao Động, lối vào tòa nhà T6 ở khu đô thị Tham City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã được chốt chặn bằng hàng rào barrier để kiểm soát người ra vào sau khi phát hiện một ca mắc COVID-19 tại đây. Bộ Y tế sáng nay công bố thêm một ca COVID-19 tại Hà Nội là bệnh nhân 1581, giới tính nữ, 51 tuổi, địa chỉ tại tòa nhà T6, chung cư Tham City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng của thành phố đã nhanh chóng cách ly y tế một tầng của tòa nhà ở Tham City để khử khuẩn. Trung tâm thương mại Megamall ở Tham City cũng đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Ngày 23 tháng 1, bệnh nhân 1581 có đến chơi nhà bệnh nhân 1553, giới tính nam, 31 tuổi, là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, và có tiếp xúc gần với mẹ bệnh nhân 1553 trong khoảng 1 giờ. Hiện mẹ bệnh nhân 1553 cũng đã có kết quả dương tính. Sau đó, bà di chuyển về một ngôi nhà tại phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương cùng chồng. Chiều 25 tháng 1, bà cùng chồng về tại chung cư Tham City bằng xe riêng. Ngày 27 tháng 1, bệnh nhân đi sắm Tết tại trung tâm thương mại Megamall. Ngày 28 tháng 1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính, do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thực hiện. Ngày 28 tháng 1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính, do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thực hiện.